Ok. Thì em cũng nói thật ra là em có rất là nhiều cảm xúc mà chắc là không có thời gian để chia sẻ, thì em sẽ chia sẻ cái cảm xúc nào mà nó sâu sắc nhất. Thì thật sự là cái chứng khoán thì em cũng đã đam mê từ lâu, nhưng mà từ lúc mà em đi dự hội thảo là em đã cảm thấy em yêu thầy nhiều lắm rồi. Nhưng mà không không có cơ hội để mà tỏ tình. Thì từ lúc đó thì cái mong muốn của em á là em luôn luôn em muốn đi học. Thực sự khi mà em đi dự buổi hội thảo đó về thì em đã viết lên trên cái mail em gửi, anh Dũng mới gọi điện cho em. Thì em cũng nôn nao lắm, một cái gì mình đam mê rồi mà khi mà thầy đã tạo thêm cái đốt thêm cái lửa cho mình nữa thì mình không biết làm sao, cái bằng thế nào có đi học cho bằng được. Thật ra là em cũng tính đi học khóa trước rồi, nhưng mà tại vì nó cũng vướng cho một số việc thì em cũng alo cho anh Dũng, anh Dũng mới nói thôi em giờ là khóa sau, nhưng mà giờ là mình cứ ngồi mình mong ngóng sao cho nó đến cái ngày đó nhanh 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 để được gặp thầy. Và mà khi mà em nói chung là khi đến đây thì em đã tìm đúng đúng chỗ, thật sự đúng như là cái niềm đam mê của mình tự nhiên nó khơi gợi lên, nhưng mà mình không còn có từ nào để diễn tả hết. Mà đặc biệt đó là đến đây thầy lại chia sẻ đó, chúng em nó là cái hết cái tâm cái nhiệt huyết của thầy, nói chung là cái gì là thầy cũng chia sẻ hết. Nói một câu năm nay như thầy là bao nhiêu đạn đi ra bắn hết. Thật sự cái đó là cái điều mà em rất là tâm huyết, và khi mà thầy nghe mình cái tâm của mình thì từ cái trái tim của thầy qua cái tim của em nó rất là nhanh, và không biết nói gì hơn. Thì em cảm ơn thầy, cảm ơn cộng sự đi sức khỏe dồi dào và ngày càng cho nhiều người thêm những cái kiến thức để mà cùng nhau cùng làm giàu để cho Việt Nam mình đi lên. Và đặc biệt là em cũng cảm ơn anh Dũng, anh là người mà thôi thúc em nhiều nhất. Và em cũng rất là mong muốn với anh chị đây, dụ như sau này mình có thể là một tháng mình tập trung mình gặp nhau một lần để mình chia sẻ những cái gì, ví dụ có cổ phiếu tốt hay là gì mình cùng nhau mình chia sẻ để mình cùng nhau mình cùng làm giàu. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Yêu mà để ôm rồi.